Xin chào các bạn, mình là Nam Châu. Mình là coach kickboxing và MMA tại Việt Nam Top Team. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một kỹ thuật mình rất ưa thích, đó là đòn spinning back kick. Dù tư thế của các bạn không đòn giáp và gần bước chân chéo về trước, các bạn sẽ sử dụng đòn giáp để đánh lừa đối thủ và để đo khoảng cách. Bước ra, các bạn xoay người đồng thời đánh mắt quan sát đối phương. Bước thứ ba, các bạn rút chân đạp bóng về sau, đồng thời kéo chân về phần của mình rồi.